Về được đôi JBL-XL600. Đôi này lần này về thì là sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Đôi này rất là nhiều anh em săn này. Mặc dù sở hữu của bát 25 thôi nhưng mà tiếng thì so với những đôi Nhật bát 40 có khi không lại được. Bởi giày chân vô cùng uy lực. Đôi này tiếng rất là vững chãi. Đôi này về rất đẹp, thùng quất đẹp. Mang bát rất là đẹp. Đây, thùng quất đẹp. Để cho anh em đi lên sau. Con này là Đan Mạch. Xin lỗi anh em. Vừa lấy bảo lên để tưởng vừa ra. Con này là Đan Mạch. Mỹ đến Đan Mạch anh em nhé. Đan Mạch tiếng rất là chất. Bát 25 con này cao khoảng 1, 2 khoảng 70 phân anh em nhé. Anh em nhu cầu thì alo cho em.